với chuyển bưu kiện điện thoại Huawei. Hãng chuyển phát nhanh FedEx của Mỹ ngày 23 tháng 6 vừa qua đã vướng phải một rắc rối khi họ từ chối một kiện hàng chứa sản phẩm của Huawei, sau đó hoàn trả lại cho người gửi. Theo tờ thông báo đính kèm kiện hàng, lý do hoàn trả được FedEx đưa ra là do vấn đề pháp lý của chính phủ Mỹ với Huawei và chính phủ Trung Quốc. Tuy nhiên, điều thú vị là không hề có một điều luật cụ thể nào buộc FedEx phải làm như vậy và công ty đã hoàn toàn hiểu sai lệnh cấm từ Mỹ đối với tập đoàn Huawei. Thông thường, một trường hợp nhầm lẫn tương tự sẽ dễ dàng được bỏ qua vì mức độ nghiêm trọng của nó không cao. Tuy nhiên, đen đủi cho phép rằng đây lại là một chiếc HUA EIP30, được gửi đi từ các phóng viên của tờ PC Magazine được gửi từ văn phòng ở London, Anh sang Mỹ. Sau khi kiện hàng được hoàn trả, các phóng viên này quyết định phanh vui vụ việc và khiến hãng chuyển phát toàn cầu một phen bé mật. Do không hề có quy định nào cấm một công dân Anh chuyển một chiếc điện thoại đã qua mua bán rõ ràng đến Mỹ cả. Hệ quả là... FedEx đã công bố một thông cáo thừa nhận mình đã mắc sai sót, kiện hàng đó đã bị gửi trả nhầm cho shipper và chúng tôi xin lỗi vì điều này. Là một công ty toàn cầu với khả năng vận chuyển 15 triệu đơn hàng mỗi ngày, chúng tôi cam kết tuân thủ mọi điều luật và quy định, giảm thiểu tác động đến khách hàng trong khi điều chỉnh hoạt động nhằm tuân theo môi trường pháp lý năng động của Mỹ. FedEx nói rằng họ có thể chấp nhận và vận chuyển mọi sản phẩm Huawei trừ bất kỳ sản phẩm nào bị liệt kê trong danh sách đen của Mỹ. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng FedEx có thể không nhầm lẫn, mà chỉ đang quyết định sử dụng chính sách của công ty để tránh càng xa rắc rối càng tốt. Cụ thể ở đây là sự việc căng thẳng giữa Huawei và Mỹ. Suốt từ nhiều tháng qua, hàng loạt các quy định, điều khoản hạn chế giao dịch của Mỹ đã được áp dụng lên Huawei, thậm chí đưa vào danh sách đen, dẫn tới việc nhiều nhà mạng và tập đoàn công nghệ nhanh chóng chấm dứt quan hệ đối tác với tập đoàn Trung Quốc. Những người còn lại trong vòng kết nối thì thấp thỏm lo sợ, không biết rồi những gì có thể xảy ra, hoặc chọn giải pháp an toàn. Ngay sau vụ việc, FedEx bắt đầu gặp rắc rối với những đồng minh của Huawei, như bị lên án bởi người dùng Trung Quốc, cũng như chính phủ nước này. Theo SCMP, thậm chí đã có tuyên bố trên Twitter rằng Trung Quốc sẽ cân nhắc thêm hãng này vào danh sách đen. Nguyễn Nguyễn